Sau khi các bạn thanh toán khóa học thì các bạn sẽ được nhận được cái mã kích hoạt khóa học. Nếu các bạn thanh toán tận nhà thì các bạn sẽ được nhận mã kích hoạt qua bưu điện. Nếu các bạn chọn thanh toán qua hệ thống thanh toán của Unica thì các bạn sẽ được nhận kích hoạt qua mail. Và nếu các bạn thanh toán trực tiếp cho tôi thì các bạn sẽ nhận được cái mã kích hoạt qua SMS hoặc là qua tin nhắn trên Facebook. Thì nếu như các bạn thanh toán qua tôi thì tôi có thể kích hoạt cho các bạn luôn được. Nhưng mà nếu các bạn có thể tự kích hoạt, tôi sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt khóa học sau đây. Đầu tiên là các bạn truy cập hệ thống Unica. Các bạn sẽ phải tiến hành đăng nhập. Các bạn sẽ lấy cái email và cái pass mà các bạn đã đăng ký. Đây, các bạn sẽ vào có cái giao diện như thế này. Thì bây giờ nếu các bạn vào khóa học thì các bạn chưa học được luôn, mà các bạn phải tiến hành kích hoạt khóa học. Thì ở đây các bạn thấy cái menu là kích hoạt khóa học. Ở đây thì cái mã này nó chỉ áp dụng đó là trong trường hợp các bạn nhận được cái mã tại nhà thôi. Còn nếu các bạn có một cái mã, các bạn nhận được một cái mã dạng như thế này, thanh toán trực tiếp từ bên tôi, thì các bạn dùng mã như thế này. Đây. Thì các bạn kích hoạt bằng cái địa chỉ này, unica.vn coupon. Đây. Copy vào đây. Lưu ý nha, các bạn không không sử dụng cái kích hoạt ở đây bởi vì nó sẽ không kích hoạt được. Các bạn enter. Thì ở đây các bạn cũng thấy là cùng kích hoạt khóa học và kích hoạt khóa học, hai đường dẫn này nó khác nhau. Cái này đường dẫn này là kích hoạt và đường dẫn này là coupon, thì mình không sử dụng cái đường dẫn kích hoạt. Thì các bạn sẽ nhập cái mã coupon này vào đây. Cái mã này thì chỉ được sử dụng một lần và mỗi học viên thì chỉ có một mã. Và nếu các bạn chia sẻ khóa học cho người khác thì một tài khoản nếu quá 3 địa chỉ IP thì cái đó sẽ khóa và hệ thống sẽ không hỗ trợ mở lại các cái tài khoản đó nếu như các bạn gian lận. Chúng ta sẽ ấn kích hoạt. Thì sau khi ấn như vậy thì các bạn đã vào ngay được khóa học và các bạn có thể học được luôn. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn tham gia học, tham gia nhóm hỗ trợ ở video tiếp sau. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học.